Xin chào những vị khán thính giả của Chuyện Sao Kể. Chúng tôi lại quay lại với những câu chuyện để có thể mang đến cho tất cả quý vị những cái nhìn rõ nét hơn về chân dung của những người nghệ sĩ và câu chuyện xoay quanh họ. Thì ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chào đón và gửi đến một nguồn năng lượng Hoàng nghĩ rằng là sẽ mới lạ hơn và đôi khi nó có phần sẽ thú vị hơn những điều mà chúng tôi đã chia sẻ với tất cả quý vị trước đó. Bởi vì nguồn năng lượng ngày hôm nay không chỉ một, mà những hai nghệ sĩ sẽ cùng đồng hành với chúng tôi trong ngày hôm nay. Và họ là ai thì chúng ta sẽ cùng nghe họ giới thiệu với tất cả quý vị nhé. Xin chào tất cả mọi người ạ. Mình là Bùi Trường Linh. Còn đây là anh Đậu Tất Đạt. Mình không bên cạnh nhau, làm tim anh quặn đau. Anh trông ngóng bao nhiêu lâu, dù vương vấn mù sầu. Mùa thu có phai màu, anh vẫn muốn đau. Bình thường á nha, thì Bùi Trường Linh, họ nhớ là Trường Linh sẽ không có hiền từ mà chào như vậy đâu. Thường á, mấy bạn fan của Linh sẽ bị ám ảnh một cái câu có ba chữ. Câu gì ạ? Em nghe này. Nếu như trong buổi sáng ngày hôm nay mình giới thiệu và kêu gọi các bạn sẽ xem cái buổi phát sóng này, thì em nghe này chấm 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 thì sau đó sẽ là gì ạ? Sẽ là em nghe này, nhớ xem đến hết chương trình nhá. Okay. Thế vì sao lại là em nghe này mà không phải là một cái cụm từ khác lên? Em thấy thì nó khá là dễ nói ạ. Kiểu như là ôi nó đúng ra là nó vào vần ấy ạ. Và nó có tính nhạc. Và tại vì là Hoàng thấy rằng là không những em nè, rồi Linh lại còn có thêm cả những fan lớn, những fan mà có thể gọi là đã có một cái gu nhạc khá đậm á, thì cũng rất là yêu thích nhạc của Linh. Thế là bạn ấy gói ghém lại những người yêu thương đó bằng một chữ em, luôn luôn là được bảo vệ và yêu thương hay sao? Tại vì là cái bài hát đấy, cái câu chuyện đấy thì tại vì là những cái video mà em nghe này ấy, là em dùng để đăng trên mạng xã hội của em. Thì để nhắc cho mọi người nhớ là ngày này là tớ ra bài đấy, vào nghe nhá. Thì cái nội dung của cái bài hát là có cái câu đấy. Và cái bài hát đấy thì em muốn nhắn nhủ tới những cái người mà đang có một nỗi buồn ở đó. Thì với cái câu như thế nó như là một lời dặn dò vậy. Đó, nó như là lời quan tâm đó. Thì khi mà em dùng cái cụm từ đấy thì nó cũng, em nghĩ cũng hợp lý. Dạ, rất chi là hợp lý mà các bạn cũng rất chi là thích luôn. Còn đối với Đậu Tất Đạt, không biết là nguồn năng lượng của cả hai như thế nào mà song hành và làm việc cùng nhau và cho ra những bài hát. Có phải nói là ở thời điểm hiện tại Hoàng xem qua thì nó đều đã vượt triệu view hết rồi. Cái đoạn đầu thì em nghĩ là năng lượng tụi em nó không có khớp nhau lắm đâu. Dạ, sao vậy ạ? Tại vì Đạt cảm thấy là Đạt lớn tuổi hơn Linh cũng khá nhiều. Và kiểu hồi đầu anh em cũng chưa nói chuyện nhiều với nhau ấy, thì cái năng lượng của Linh nó trẻ hơn. Linh rất là giỏi trong cái mặt content nha. Tất cả mọi content mà Đạt và Linh quay chung thì đều là Linh nghĩ ra hết. Thì dần dần khi mà chơi với nhau ấy, thì Đạt cảm thấy là Đạt cũng trẻ dần lại. Nó giống như là riết rồi không còn là anh em nữa mà là giống như hai đứa bạn đồng niên ấy. Đấy, thì dần dần anh em mới hòa hợp được với nhau. Làm việc dần dần thế nó cũng vui. Đến cái khoảng thời gian nào hoặc là một cái sản phẩm ấn định nào mà Đạt bắt đầu nhận ra cái điều đó là mình matching với lại người bạn này? Chắc là sau bài Dù Cho Mai Về Sau. Cái lúc mà Đạt làm cho Linh bài Dù Cho Mai Về Sau ấy, thì đoạn đầu anh em chưa có hiểu được cái ngôn ngữ âm nhạc của nhau. Nó cũng hơi cấn nhiều thứ. Có những cái Linh yêu cầu thì Đạt cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng mà sau khi làm xong ấy, anh em cùng nghe lại ấy, thì cả hai cùng cảm thấy vui. Và từ đấy mới kiểu trò chuyện, mới mở lòng với nhau hơn. Sau bài đấy. Bây giờ có một cái thử thách nhỏ. Đó là cả hai nghệ sĩ sẽ dùng ba tính từ để miêu tả về đối phương. Và nhớ phải suy nghĩ về quá trình mình làm việc với người ta, mình chơi chung với người ta, xem là tính từ nào sẽ đắt và gần nhất với lại nhân vật còn lại. Người nhiều content chắc là Linh làm trước ha. Để ba tính từ về anh Đạt. Dạ. Cái này chắc là em phải đang lục lọi lại cái quá trình làm việc của hai em. Nhưng mà tại vì là trước giờ thì giống như là anh Đạt chia sẻ cái bài Dù Cho Mai Về Sau ấy, em nhớ là em có yêu cầu gì đâu ta? Có, mày có đấy. Không, em nhớ là em không yêu cầu mà. Mày rồi, anh Đạt. Okay.
đưa cho cái gật đầu luôn, dễ tính như thế. Anh Đạt là một người làm nhạc hay có phải tính từ không ạ? Theo Linh là nhạc hay là tính từ hay động từ? Thế thì cắt cái chữ hay ra đi. Anh Đạt là một người hay. Dạ, hay. Vâng. Một người vui vẻ. Và hùa. Hùa. Anh có muốn lắng nghe nhiều hơn từ cuối không? Đạt nghĩ là cái chữ hùa của Linh nó mang ý nghĩa tích cực. Tức là kiểu hùa vào đồng điệu tâm hồn với nhau, đúng không Linh? Chết. Vâng, đúng rồi. Hùa về cái chuyện mà như anh Đạt nói là nãy là bọn em làm content ấy. Nhiều khi em suy nghĩ ra mấy cái cũng dở hơi lắm. Quay mà em chỉ cần nói ý tưởng ra là mọi người bảo ui nhà thế. Xong rồi thế mà anh Đạt vẫn chịu khó đứng diễn chung với em. Đấy, thế là cũng ra một cái clip cũng nhà cũng và nhưng mà nó có cái năng lượng vui vẻ, thì bọn em cũng rất là thích. Và em nói chuyện, em kể chuyện hay là có cái chuyện gì cũng kiểu hay tâm sự với nhau ấy. Thì anh Đạt cũng là một người hùa rất là giỏi. Vâng. Nó vẫn tích cực anh nhỉ? Nó vẫn tích cực. Nghe thì nó hơi lạ thôi nhưng mà nó vẫn tích cực. Dạ, vậy tính ra là một phần nào đó thì năng lượng và những cái việc mà rủ nhau thì sẽ làm chung với nhau. Đúng. Rồi, bây giờ Linh sẵn sàng nè. Ba tính từ về Bùi Trường Linh là gì ạ? Sáng tạo nhất là về mặt content. Không phải về mặt làm nhạc hả anh? Làm nhạc cũng sáng tạo nhưng mà anh đánh giá là em sáng tạo về mặt content hơn. Em nghĩ ra những cái mà bình thường anh không thể nào mà anh tưởng tượng được. Em thích em là người sáng tạo trong làm nhạc. Ok, rồi sáng tạo trong làm nhạc luôn. Cái tính từ thứ hai là ly. Linh có một cái sự ly nó rất là tốt. Kiểu như là đôi lúc mình sẽ không thể hiểu nhau trong những cái ý tưởng, nhưng mà không có phải là như thế là sai. Thì chỉ cần mình ráng, mình kiên định với lại cái quyết định đó để mà mình làm cho người khác hiểu, thì Linh rất là giỏi cái chuyện đấy. Linh có những cái mong muốn và Linh nhất định là sẽ phải giữ nó cho đến khi nào mà được mới thôi. Và thật ra là nó hiệu quả. Còn cái thứ ba thì là si mê người yêu. Si. Em cảm thấy, Đạt cảm thấy là Linh là một trong những cái người mà si người yêu của mình nhất mà Đạt từng biết được. Cái đấy là một cái đặc tính không phải ai cũng có. Anh đã thấy những gì vậy? Siêng năng nhất là cái khoản đưa đón người yêu. Có thể là nếu như mà bạn nào nghe nhạc của Linh nhiều sẽ nhận ra là Linh rất là hay sử dụng cái hình ảnh là đưa đón người yêu đi về, đi chơi hay là cái gì đấy. Thậm chí trong album này chắc cũng phải 3-4 bài nói về cái chuyện đấy nha. Album sắp tới của Linh. Thực ra thì trong đầu em bây giờ nhớ có một bài nha. Có. Thế à? Đó là Em ơi là em. À đúng rồi. Đúng không? Bài em ơi là em rồi, và đi rồi. Cùng anh. Đi cùng đúng anh. Không? Đấy. Một bài đi vui, một bài đi hơi cọc một xí nhưng mà không buồn. Bài đi vui. Em thấy bài kia cũng buồn đấy chứ. Bài nào anh buồn? Thấy không buồn à? Có, anh có thấy buồn đâu. Nó hơi mang mát thôi. Tại vì á, đối với Hoài Anh, tại sao mấy bạn cười đó, tại vì đối với Hoài Anh nhớ là nếu như mà đưa đón mà đi nhiều trên phương tiện giao thông đường bộ đó, thì chúng ta đã từng có là đường tôi chở em về, đúng không? Vậy thì không biết là đường tôi chở em về với album lần này thì nó là một câu chuyện tình yêu hay là hai câu chuyện riêng biệt? Thực ra thì đối với em ấy, mỗi lần mà em đặt bút hay là em bắt đầu viết một bài khác nhau, nó là một câu chuyện khác nhau, cả về cảm xúc lẫn hoàn cảnh lẫn cái năng lượng của hai nhân vật trong bài hát đó cũng khác nhau. Cho nên là đối với em nghĩ là cái câu chuyện của đường tôi chở em về nó rất là hồn nhiên, nó rất là ngây thơ, xe đạp lách cách mà. Dạ. Và thì hai cái bài hát tới này em đã nâng cấp lên cho đi xe máy rồi. Dạ, vậy thì tiến triển của nhân vật như vậy. Còn đối với riêng Linh thì khi mà lắng nghe là Linh rất là si, Linh rất là muốn chăm chút cho người yêu của mình. Vậy thì cá nhân bạn có thấy đó là một cái điều mà mình phải bỏ ra hay không? Hay là bạn tận hưởng nó như thế nào? Thực ra em thấy khi mà mình dành tình cảm cho một ai đó thì chuyện đấy là điều đương nhiên mà. Vâng, em thì em thấy nó rất là bình thường thôi. Nó là điều dĩ nhiên phải làm ấy. Dạ. Qua đó thì mình thấy được một chút tính cách của anh ta, cả hai anh ta như thế nào trong bản thân mình và đối với lại người đối phương của mình trong vấn đề làm việc.
Vậy thì không biết rằng là có một cái kỷ niệm nào về cái chuyện rằng là Linh đã ly đòn, tạm gọi là như vậy, với những quyết định của mình, và tới cuối cùng thì nó đã thành công mỹ mãn không? Thực ra đấy là cái mà anh Đạt nói, chứ em thấy em cũng đâu có lì lắm đâu. Và cái này để anh Đạt kể đi, chứ còn em thấy là em là một người rất là dễ tính, rất là dễ chịu. Và anh Đạt chỉ cần kiểu chỗ này anh thấy không ổn, thế nghe có vẻ không ổn đấy, chứ em đâu có kiểu lì lợm đâu. Tức là có những cái mặt dễ và có những cái mặt khó, mà cái mặt khó của Linh thường thường nó sẽ khiến người ta hơi khó hiểu một xí. Ví dụ như là mọi người có thể biết là nốt nhạc có thể chia ra thành mấy nốt đấy đúng không? Thì đôi lúc là khi mà mình trong cái thu âm ấy, nó sẽ có một chút chỉnh sửa giọng hát để mà kéo cái nốt về đúng cái nốt mà mình cần hơn. Thì ví dụ như là giữa nốt son và nốt son thăng, Linh sẽ bắt em phải kéo nó về một khúc giữa giữa, tại vì như thế nó mới đúng so với cái tai của Linh. Và không ai nghĩ là nó khác nhau cả, tức là không ai nhận ra được cái sự khác biệt cả, và Linh bắt buộc nó phải như thế, nếu không Linh sẽ không chịu 100% là sẽ không chịu cho đến khi nào làm được, hoặc là giảm vocal xuống một chút xíu và không ai nhận ra sự khác biệt cả, nhưng mà Linh vẫn biết. Tức là những cái detail, những cái chi tiết nó nhỏ nhặt như thế, nhưng mà Linh vẫn rất là kiên định với những cái chuyện đấy. Còn những cái chuyện lớn thì Linh lại dễ, những cái chi tiết nhỏ thì Linh nhất định là sẽ phải theo ý của Linh. Vui, nói chung là lạ. Cái chuyện này em chưa bao giờ nghe anh Đạt tâm sự. Anh giữ trong lòng mà. Thế là giữ trong lòng à? Anh giữ trong lòng mà. Thế ra ở phòng thu không nói chuyện, anh đem lên đây anh phơi bày. Nếu như mà đâu phải chỉ có riêng Linh mới làm content được. Nói một mình em nghe không được, tôi sẽ nói cho tất cả mọi người. Vâng. Lúc nãy thì chúng ta có tiết lộ một chút xíu về album sắp tới đây mà Bùi Trường Linh cũng sẽ cho ra mắt. Và có thể kể một xíu về cái sản phẩm âm nhạc lần này như thế nào không Linh ạ? Vâng, đây là một album em viết 11 bài với tựa đề là Từng ngày như mãi mãi. Thì cái ý tưởng của em khi mà làm album này, tức là sẽ có nhiều giai đoạn, nhiều ngày khác nhau trong một cái mối tình, từ ngày đầu tiên gặp gỡ, làm quen, đến ngày mà mọi thứ nó phát triển đến mức tối đa kiểu vậy, và đến ngày mà họ quyết định rời xa nhau. Trong cái quá trình yêu đấy, em nghĩ là em không có để cho nó giống như là một cuộc thế nào nhỉ, theo trình tự thời gian. Vâng. Có thể em sẽ ngắt chỗ này ra, gọi là em trộn đều. Vâng, em trộn đều cái album này lên. Thì nhưng mà mỗi ngày tuy nó riêng biệt nhưng mà nó sẽ là một giai đoạn trong cái câu chuyện tình yêu đấy. Và em nghĩ là khi mà em xáo trộn lên như thế, em nghe cũng thấy khá là vui. Nó đỡ bị kiểu theo tuyến tình quá. Nhưng mà và cả em nghĩ là em bị ảnh hưởng về cái cách sắp xếp thể loại âm nhạc qua từng bài. Và cho nên là đối với em thì cái quá trình làm album này cũng tốn của em khá là nhiều thời gian anh nhỉ. Từ bài đầu tiên là em gửi cho anh là hơn trước một Tết năm. Trước Tết cho đến bây giờ thì từ mùa thu năm ngoái luôn á. Thế à, từ mùa thu rồi. Thế cho đến bây giờ thì cũng đã gần hòm hòm rồi, cũng gần xong hết rồi. Cho nên là nhìn lại cái quá trình thì em cảm thấy đây là một cái công việc rất là vui. Hoàng bắt đầu tin những gì anh nói trước đó về cái chuyện là kéo nốt nhạc rồi. Có bởi vì bạn ấy thích sắp xếp những bài hát của mình, và đến khi mà lý giải thì bạn cũng có nhiều idea cho cái chuyện vì sao bạn lý giải lắm. Chia sẻ một xíu về góc độ đồng hành và thực hiện album này thì anh Đạt thấy như thế nào? Đâu sẽ là điều thú vị mà những khán giả có thể đón đợi? Điều thú vị thì Đạt tin là lần này sẽ là lần mà Bùi Trường Linh thử nghiệm nhiều thể loại âm nhạc nhất. Từ trước đến giờ sẽ có những thể loại mà Đạt tin là khán giả sẽ bất ngờ khi mà Linh hát nó lên. Tới Đạt còn bất ngờ mà, tới Đạt còn bất ngờ khi mà không ngờ là Linh muốn làm như thế và Linh làm được thật. Đôi lúc mình muốn nhưng mà mình làm nó sẽ không ra, nó nghe nó vẫn sẽ giống như Bùi Trường Linh cũ, nhưng mà lần này là một Linh khác. Rất nhiều anh Bùi Trường Linh mới lạ. Mọi người hãy cùng đón chờ. Vẫn xen lẫn cả vài ba anh Linh cũ vào đấy. Không sao. Nhưng mà Hoàng có thấy có một chi tiết đã là 11 ca khúc. Số 11
giống như Linh nói, đến cuối cùng thì hai người sẽ đến cái giai đoạn kết thúc mối tình cảm đó. Vậy thì số 11 cũng đại diện cho hai cái con số lẻ loi và đơn độc. Số 11 cũng là số nhân số học của Linh, số chủ đạo của Linh nhỉ? Sao biết vậy? Hay thế nhỉ? Vậy thì không biết là 11 ca khúc này thì nó còn có ý nghĩa nào khác nữa không? Vâng, cái ý nghĩa khi mà em biết dừng lại ở 11 bài cho album lần này là tại vì em không thể viết thêm được nữa. Vâng, nó em thấy cái khối lượng quá nhiều. Nhưng mà cũng là kết thúc một cái câu chuyện mà em muốn kể. Nó cũng tròn trịa và một cái kết cũng đẹp rồi. Về cái nội dung của album ấy thì em thấy cũng ưng ý rồi. Cho nên là với cả số 11 em thấy cũng khá đẹp. Ủa thế mày có tính số 11 không? Không, em tính đâu, em viết đến bao giờ mà không viết được nữa thì thôi mà. Vậy đó là một sự trùng hợp à? Vâng, một sự trùng hợp đấy ạ. Nhưng mà trùng hợp mà nó lại như thế thì em nó thấy có ý nghĩa. Có ý nghĩa, vâng. Nếu như mà nói về số chủ đạo của Linh, về số 11 thì Linh thấy bản thân Linh có thực hiện hóa đúng như một người mang số 11 trong số chủ đạo của mình không? Em thì em, thực ra thì em chưa biết số 11 của em có những cái gì. Và em chỉ biết em là số 11 và chấm hết. Đấy là tất cả những gì em biết. Theo Hạnh có nghe đó nha, là số 11 là một con số cũng khá hiếm người sẽ có. Tức là khi mà mình cộng lại các số chủ đạo của ngày tháng năm sinh. Và nó có sẽ có một cái chiều sâu về cảm nhận những cái thế giới xung quanh mình ở chiều hướng nội tâm. Thì những người mang số 11 sẽ có cái thiên hướng là họ cảm nhận cuộc sống xung quanh mình sâu sắc hơn. Em cũng thấy em là một người cũng nội tâm đấy. Và cũng rất là thỉnh thoảng cũng nặng chịu đấy. Có đúng không ạ? chắc là có, nhưng mà chẳng qua là anh chưa thấy thôi đúng không? anh nghĩ là do anh chưa thấy thôi. Anh chưa thấy thôi, anh lên nội tâm. Bữa nào cho anh thấy thử phát nha. Nội tâm. Rồi, đến với giây phút này thì Hoàng lại có một vài cái câu hỏi. Nhưng mà sẽ là câu hỏi Hoàng hỏi giúp cho những khán giả của Linh. Họ có những cái thắc mắc trăn trở ghê gớm lắm. Tức là họ nói rằng là Linh có một cái cuộc mâu thuẫn và xung đột rất là gay gắt. Cụ thể là người ta hỏi bộ nhạc với lại tính cách của Linh giận nhau hả? Khi mà xem những video, những cái content mà Linh đăng tải trên TikTok chẳng hạn, rất vui, nhạc ảnh rất suy. Vậy thì một cái câu hỏi vui rằng là nhạc và tính cách của Linh có cái sự khác biệt nhau như vậy thì Linh thấy sao? Em thấy là cũng đúng, đúng. Cũng đúng đúng. Và em nghĩ là sau cái đợt content cho album lần này thì chắc là chúng nó từ mặt nhau luôn. Tại vì là nó cũng chả liên quan gì ạ. Nhưng mà em thấy là về cái việc mà những thứ em đăng tải lên mạng xã hội và cái việc âm nhạc, ví dụ mà mình đăng tải content chẳng hạn, những cái video anh em quay làm với nhau ấy, nó có thể cợt nhả, nó có thể cười đùa, nhưng mà khi mà vào âm nhạc thì em vẫn có một sự nghiêm túc. Vâng. Thì đấy là cái lý giải cho là câu chuyện là tại sao mà mọi người lại thấy nhạc thì như này mà ở trên mạng lại một nẻo. Thì đấy cũng chỉ là dồn cái sự tập trung và sự buồn vào bài hát và những cái tương tự thì mang lên trên bên kia. Và những cái tương tự theo Hạnh thấy như thế này là không biết là có đúng hay không nha. Bùi Trường Linh sẽ rất là tập trung cho công việc, bạn sẽ rất là nghiêm túc với lại công việc và sản phẩm mình đưa đến cho khán giả. Nhưng mà song song đó vẫn sẽ có một Bùi Trường Linh Gen Z rất là vui vẻ và cập nhật với những điều xảy ra xung quanh cuộc sống của mình và xem đó là niềm vui. Đúng không? Chính xác. Vậy thì chúng ta sẽ có được một anh Bùi Trường Linh riêng ở trên mạng xã hội thôi nha, là chúng ta đã có hai nhân vật tính cách rồi. Một người sẽ thấu hiểu cuộc sống xung quanh mình, một người thì sẽ vui vẻ và làm cho bạn những cái trò rất là hài hước mà mình cũng có thể thấy trên TikTok của anh ấy rồi. Hiện tại bao nhiêu follow rồi? Chắc là gần 300.000 ạ. Đó, một con số để thể hiện rằng là sự yêu thương của khán giả so với các content đó như thế nào ha. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục làm content lỗ lăng. Sao ạ? Em muốn nhắn đến mọi người là đợi một tí, chúng tôi sẽ tiếp tục đăng những clip lỗ lăng lên. Dạ, vậy thì riêng một xíu về các sản phẩm trong album sắp tới thì Hoàng cũng nghe rằng là Bùi Trường Linh có chia sẻ rằng là trong đó cũng sẽ có một vài anh Linh khác nữa. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đợi đón xem là các anh Linh đó sẽ như thế nào và tính cách của các anh ấy ra sao, diễn biến như thế nào ha.
Trong 11 bài hát này thì nếu mà nói đến bài hát mà Linh nghĩ chắc chắn nó sẽ được mọi người đón nhận và thì nó sẽ là ca khúc nào và vì sao? Em thì cái quan điểm khi mà em viết một bài hát ấy là tự bản thân mình phải thấy nó hay đã. Tại vì mình mà không thấy hay thì sao mà người khác nghe thấy hay được. Thì tìm kiếm sự đồng cảm của mình với khán giả qua âm nhạc thì mình phải thấy hay đã thì mình mới giữ lại. Thực ra demo của em bây giờ em mở điện thoại ra cho anh xem chắc là phải hơn 300. Nhưng mà kiểu ú ớ xong rồi chỉ có giai điệu ấy, rồi những cái đoạn rất là nhỏ nhỏ em hay cóp nhặt, ví dụ đi ngoài đường nghĩ ra là dừng xe lại để thu luôn bằng điện thoại kiểu như thế. Nhưng mà thực sự những cái gì mà em đã đưa vào trong album, đã xắn tay lên để làm với anh Đạt, để đưa cho anh Đạt làm, thì là những cái gì em nghĩ là tốt nhất của em thời điểm hiện tại thì em mới giữ lại. Còn nếu em cảm thấy chưa tốt thì em sẽ không không phát triển cái giai điệu đấy trong thời gian này. Cho nên là 11 bài đối với em, 11 câu chuyện khác nhau, nó sẽ có 11 cái ý nghĩa riêng. Còn hy vọng là em sẽ có được sự cảm nhận và sự đồng cảm với khán giả qua bài này, thì đồng cảm với cả một chị này, qua bài khác thì đồng cảm với một anh kia. Đó, em thì em nghĩ là em hướng đến nhiều người nghe, nhiều đối tượng người nghe qua nhiều thể loại nhạc, cho nên là em mong là mọi người sẽ đón nhận cái album này của em một cách gọi là trái đều. Vâng. Thông thường á thì với cách làm việc là Linh sẽ đưa vào cái cảm nhận cá nhân của mình nhiều nhất vào trong tác phẩm. Vậy thì thường sẽ mắc một cái lỗi đó là các bạn làm việc và sẽ tin vào chính bản thân mình. Nhưng riêng Hoàng thấy là Linh rất tin vào những người cộng sự xung quanh mình. Vậy thì những người cộng sự đã tiếp lửa cho Linh như thế nào để có thể đưa ra được những sản phẩm như thế ạ? Đạt thấy thì Linh có một cái sự tự tin cho bản thân của mình là đúng. Nhưng mà riêng cái Nó ý lại nhưng mà nhưng mà riêng cái ý mà hồi nãy mày bảo là bài nào mà phải tâm đắc mới ra mắt, không, anh đã biết có những cái bài hit luôn nha, hit to luôn nha. Linh đã từng nói với Đạt là em không tự tin với bài này anh Đạt ơi. Nhưng mà bằng một cách nào đấy mọi người vẫn đón nhận. Đấy, thì Đạt nghĩ là Linh có một cái gì đấy làm cho mọi người rất là đồng cảm. Cái đấy là một cái Đạt công nhận rất là hay. Tất cả những cái gì mà Linh viết ra và Linh ra mắt cho mọi người ấy, thì mọi người rất là dễ cảm nhận được. Có thể là một câu chuyện gần gũi, có thể là liên hệ với lại một cái ký ức gì đấy. Cho nên là với Đạt ấy, thì cái nhiệm vụ mà mọi người xung quanh Linh cần phải làm cho Linh đó chính là hiện thực hóa cái ý tưởng của Linh thôi. Tin vào Linh và hiện thực hóa cái ý tưởng của Linh thì nó đã thành công rồi. Bởi vì cái tài sản quý nhất của Linh đối với Đạt ấy, là cái ý tưởng, cái tâm hồn của Linh. Nó rất là dễ đồng cảm bởi mọi người. Chỉ cần hiện thực hóa nó, chiều theo ý của Linh là nó sẽ được. Linh nghĩ sao? Em đang thành cảm thấy một cái sự gọi là một cái sự rất là khách sáo của anh Đạt mà em đang nó khác anh Đạt bình thường hả? khác lắm anh, khác lắm anh ạ. Nếu như anh Đạt bình thường thì anh ấy sẽ trả lời câu đó như nào Linh? Em quên câu hỏi, nhắc lại cho em gợi Câu ý nào. hỏi của Hoàng đó là những người cộng sự đã tiếp lửa như thế nào cho Linh trong các sản phẩm? Tiếp lửa bằng cách là đưa cho em một con beat cực hay, và khi mà xây dựng được cái không gian của bài hát, tất nhiên là mọi người cũng đâu thể nào mà nghe một cái bài hát mà nghe mỗi lời không đâu, đúng không ạ? Cái phụ thuộc vào cái vibe của bài hát, cái cảm giác mà bài hát mang lại, nó phụ thuộc vào cái beat cũng rất là nhiều. Và khi mà em đưa cái ý tưởng cho anh Đạt và có thể là 2-3 hôm sau anh Đạt trả lại cho em đúng những gì em miêu tả và đúng những gì em muốn, đấy là một cái làm em rất là tự tin vào cái việc mà mình sẽ thực hiện được cái ý tưởng của mình trong bài nhạc đó. Nếu mà nói về 11 ca khúc, 11 câu chuyện, vậy thì nó sẽ có 11 lần thực hiện các ca khúc này. Vậy thì trong số các bài hát trong album lần này thì ca khúc nào là ca khúc mà Linh viết xong nhanh nhất và thời gian cụ thể là bao lâu? Viết xong nhanh nhất chắc là một buổi chiều, từ 3 giờ chiều đến 5 rưỡi là Vỏn bài. vẹn trong nhiêu đó thôi là thường Linh sẽ là người viết ý
tưởng sẽ tuôn trào ra một lúc, hay là Linh sẽ góp nhặt rồi cuối cùng mình sẽ làm? Thực ra thì cái việc mà gom ấy, cái bước chuẩn bị tức là em đã phải, ví dụ là bài đấy tên là bài Nàng Công Chúa Nhỏ, thì em phải mua truyện cổ tích em đọc. Em mua truyện cổ Grimm này, em mua thì là đọc Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn hay là Rapunzel kiểu đấy. Yeah. Thì em phải đi gom từ vựng, và cái việc mà gom từ vựng ghi hết là nó chắc nó phải diễn ra trong vòng 2 tuần rồi, để em lấy cái, để lấy những cái từ đấy để xây dựng cái không gian cho bài hát. Còn khi mà em bắt đầu em bật cái beat lên của anh Đạt lên và em săn tay em ngồi em viết từng giai điệu và từng câu, thì cái việc đó nó diễn ra đúng trong vòng từ 3 giờ đến 5 rưỡi chiều. Còn cái việc chuẩn bị thì nó đã từ trước đấy rồi. Yeah. Vậy thì nếu như đó là ca khúc nhanh nhất, vậy ca khúc mà vất vả trong thời gian sáng tác của Linh nhiều nhất trong album này thì như thế nào? Thực ra thì em thấy viết nhạc đối với em là một chuyện vui đấy. Khi mà em viết thì em tận hưởng cái những cái gì mà em viết ra, hoặc là em cũng tận hưởng cả những cái lúc mà em bị stuck, bị bí ấy. Bị bí lời hay là bí giai điệu ấy. Thực ra thì em đón nhận cái việc đấy nó khá là vui vẻ, cho nên em cũng không có cảm thấy là lâu hay là vất vả gì cả. Còn về gọi là về mặt con số đi, về mặt con số thì ca khúc mà em viết lâu nhất, bài này em gửi anh Đạt đầu tiên nhá. Vội lời vô sức ở nơi nào để hiến. Không, bài đấy viết nhanh. Nhưng mà cái bài đấy là bài mình gửi đầu tiên. Đúng rồi, bài gửi đầu tiên nhưng mà thôi, bài đấy viết nhanh ạ. Bài viết lâu nhất à? Giờ thầy à? Không, bài đấy em viết cũng nhanh. Khó nhỉ. Ta có tất cả. Ok. Bài đấy là bài lâu nhất. Có tất cả. Bài tên là Chỉ Là Không Có Nhau. Tức là bài hát đó có hai cái tên hay là nó có một ngữ ngữ ý khác? Không, em đọc nhầm tên đấy. Bài tên là Chỉ Là Không Có Nhau. Chỉ Là Không Có Nhau. Cụ thể thời gian thì như thế nào Linh? Em cũng không nhớ nữa, nhưng mà về cái lúc, cái hồi ngân nga giai điệu đầu tiên thì chắc là tầm độ phải 4 năm trước. Xong rồi em để đấy. Để đấy cho đến lúc mà em cũng vẫn cố gắng em hoàn thành bài hát đấy. Nhưng mà đến cái thời điểm này thì nó mới là thời điểm thích hợp đối với em để em triển khai tất cả những cái ý tưởng đấy ra là trôi chảy và khiến cho em hài lòng để ra mắt bài hát đấy. Nãy giờ thì chúng ta nghe được rất là nhiều những chi tiết trong album mới của Bùi Trường Linh rồi. Vậy thì không biết là thời gian cụ thể của những khán thính giả sẽ được đón nghe, đón chào cái sản phẩm mới này, Đứa Con Tinh Thần của Linh sẽ là khi nào nhỉ? Em cũng chưa biết nữa. Tại vì là những cái kế hoạch chuẩn bị của em, thế hồi xưa ấy, em viết nhạc kiểu vô tư ấy, rồi chưa gặp mọi người, chưa gặp các anh ở phòng thu, thì cứ xong là up lên, xong là up lên thôi. Nhưng mà bây giờ mình phải chuẩn bị nhiều thứ hơn là như thế nữa. Em bắt đầu em làm quen với cái việc mà đấy, quay những cái clip ngắn ngắn vui vui trước khi mà đấy, em thấy vui, em không biết mọi người thấy vui không, thì còn đăng lên để kiểu là khởi động, làm nóng kiểu như vậy. Thì cái quá trình khởi động này của em cho cái album này nó vẫn chưa hoàn tất, cho nên là em cũng chưa thể chốt được chính xác một ngày nào cả. Em có thể là nếu mà dự kiến hy vọng sẽ là đầu tháng 12. Hôm nọ em bảo mọi người là cuối tháng 11 ấy. Xong rồi hôm nay em check lại cái lịch thì thấy nó lùi rồi. mọi người còn giục em ra từ tháng 7 cơ. Thế mà đến giờ cũng delay cũng lâu phết anh Đạt ạ. Delay 5 tháng rồi. Anh nhớ là cứ mỗi lần em lên show em sẽ báo một ngày. Vâng. Cho nên là lần này rút kinh nghiệm. Không báo ngày không nữa báo thì không sai. Vâng, chỉ là đầu tháng 12 thôi đúng không? Được. Dạ. Vậy thì đúng thiệt là nếu như mà mình muốn đi một cái đường đua dài hạn thì bước khởi động ban đầu nó phải kỹ. Vâng. Phải bắt đầu là từ xoay cổ tay cổ chân, bắt đầu từ nhảy cho em xem vào buổi tối. Thì cũng là kiểu em muốn là mọi thứ đến với mọi người nó một cách chuẩn chỉnh và nó, thế nào nhỉ, nó hoàn thiện nhất. Nếu nói một chút về các áp lực thì liệu rằng những sản phẩm âm nhạc trước đó, những sự đón nhận trước đó với các ca khúc trước có là một áp lực cho sản phẩm lần này mà Linh ấp ủ lâu như vậy không?
Không đó. Đối với em thì khi mà em làm nhạc, em đi tìm kiếm sự đồng cảm mà. Cho nên là với những bài hát trước, mọi người cảm thấy rất là hài lòng với âm nhạc của mình mang đến. Thì đối với em thì âm nhạc đại diện cho con người ấy. Người sao thì nhạc như vậy. Mỗi người một tính cách khác nhau thì mỗi người cũng sẽ có một cái âm nhạc khác nhau thôi. Mình vẫn là chính mình thì cái âm nhạc của mình vẫn sẽ là như thế. Và em nghĩ là nếu mà mình vẫn giữ được cái tính chất và cái bản chất âm nhạc, cái sự vui vẻ khi mình viết bài, hay là những cái gì nhỉ, những cái tâm suy nghĩ của em đưa vào bài hát, mọi người vẫn có thể hiểu được những cái đấy, thì em nghĩ là không có gì cả. Tại vì em cũng là một người mà tận hưởng quá trình mà. Và mình làm ra một bài nhạc mà khi mà mình đăng lên mình cảm thấy nó ok, thế là mình vui. Hồi nãy anh khá là thích một cái câu Linh nói rằng là nếu như mà con người của mình mang được đúng con người của mình vào trong âm nhạc thì chắc là mọi người sẽ yêu quý cái điều đó thôi. Vậy thì đây có phải là giai đoạn mà Bùi Trường Linh mong muốn kết nối với nhiều những nghệ sĩ khác, với những nguồn năng lượng khác để đưa đến cho khán giả không? Vâng, 11 bài thực ra đối với em hay là cả với anh Đạt nó là một khối lượng công việc lớn đấy. Thì có những cái bài, những cái màu sắc mà mình muốn là có một ví dụ là một bài đối thoại đi chẳng hạn, có một người nam thì đây người nam đây rồi, người nữ đâu, không thể nào kêu lôi anh Đạt vào thu người nữ được, thì mình Thật ra là được đó, thật nhưng mà nó ra kỳ thôi. là Nó kỳ thôi. được mà. Thì đấy, mình sẽ có những gọi là sự mong muốn khi mà nếu mà bài hát này mời được giọng ca này tham gia được với mình để hoàn thiện được cái màu nhạc này thì tốt quá. Đấy. Thì cũng may mắn là cũng có những bạn đồng ý và nhận lời tham gia cái album lần này với em, là làm em cảm thấy rất là vui và rất là cảm ơn các bạn này. Lời nhận lời, có thể là cái khoảng thời gian hoặc là nghệ sĩ nhận lời mà đối với Bùi Trường Linh là khiến cho Linh vui nhất đó là với ai? Đối với em thì cái album này, cái câu trả lời của em nó chắc vẫn tựa như là hỏi là 11 bài thì thích bài nào nhất thôi. Và đấy, khi mà tại vì là không thể nào mà làm một cái album 11 bài nó nhiều như thế, không thể nào mà một bài lại quan trọng hơn tất cả các bài còn lại được. Thì về cái việc nghệ sĩ phi cũng thế, khi mà mình mong muốn mình mời được họ thì không thể nào là mời được bạn này rồi bạn kia có hay không cũng không được, không phải thiếu một người cũng là không được. Và tại vì là khi mà cái màu sắc mà em mong muốn, nếu mà bạn ấy bận lịch trình hay là cái gì đó mà bạn từ chối thì mình cũng phải đau đầu lắm chứ. Cho nên là khi mà các bạn ấy nhận lời để hoàn thành cái album này với em thì em rất là trân trọng điều đó. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đợi chờ xem là sản phẩm có sự kết hợp của cả Bùi Trường Linh và những nghệ sĩ mang những yếu tố âm nhạc khác Bùi Trường Linh, sự cộng hưởng này sẽ mang đến những thanh âm như thế nào, thì chắc là vẫn sẽ phải hối Linh thôi, đốc thúc Linh nhiều hơn nữa. Và nếu như các khán giả yêu thương và cũng mong muốn giống như Hoàng thì hãy để lại những bình luận dưới những video của anh ấy rằng là Linh ơi mau ra nhạc Linh ơi. Nhanh lên nhanh lên, như cách mà anh ấy đã bị búng thun vào tay vậy đó. Rằng là nhanh nhanh ra nhạc đi, khán giả đợi lắm rồi. Giống như lúc nãy chúng tôi cũng có lắng nghe Bùi Trường Linh và cả Đậu Tất Đạt cũng chia sẻ về album lần này, và trong các thể loại mà Bùi Trường Linh thể hiện thì cũng sẽ có những thể loại đã từng thể hiện, chưa từng thể hiện. Vậy thì có thể tiết lộ nhẹ một xíu là Linh đã cập nhật, update thêm những thể loại nào trong album lần này không? Mọi người có thể thấy lần này trong album sẽ có một Bùi Trường Linh hip hop. Hip hop. Vâng. Em đùa thôi chứ chắc cũng không ghen lắm đâu, cũng tình thôi ạ. Vâng. Một bài trap đúng không anh? Trap 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 R&B. R&B Trap R&B. Một bài trap R&B mà lần này em viết về một câu chuyện, đó là câu chuyện một chàng trai đang rất thắc mắc là vì điều gì, tại sao mà em đã chia tay anh ta rồi, hiện tại em đang ở bên anh mà em vẫn cứ nhớ về người đó, tại sao thế?
Thì đây là một loạt những câu hỏi để là những thắc mắc của chàng trai mà đang muốn hỏi cô gái, và để bày tỏ cái sự gọi là tiếc thì không hẳn là tiếc đâu, và sự tò mò, khó hiểu. Vâng, à đúng rồi, sự khó hiểu đấy, sự khó hiểu. Thì lần này thì ở cái bài hát này cũng là một thể loại mới, cho nên là em cũng rất vui khi mà có được sự tham gia của Lăng Răng To. Vâng. Và bản này thì có hai bản, một bản là em feat với Lăng Răng To, còn bản còn lại là của Young Puppy. Vâng. À, theo cá nhân anh, khi mà Bùi Trường Linh thể hiện sự như giống như Linh nói là sự hip hop của Linh, máu hip hop của Linh, thì lúc nãy anh có nói rằng là anh bất ngờ khi mà bạn thể hiện ra chất đó và giống như anh mong muốn. Vậy thì không biết là cụ thể thì đối với cái ca khúc mà Linh vừa chia sẻ nhẹ một xíu, thì với bài hát này điều đặc biệt ở Bùi Trường Linh và hip hop sẽ là gì? Anh Linh fast flow, anh Linh hát chữ rất là nhanh, giai điệu mặc dù nó vẫn tình tứ nha, nhưng mà cái flow nó rất là nhanh và và nó tức là với Đạt thì không phải ai cũng hát R&B được, và Linh là lại càng làm cho Đạt bất ngờ nữa, bởi vì những cái mà Linh làm từ xưa đến giờ nó hơi khác so với lại R&B, nhưng mà cái bài này Linh hát ra và Linh hát hay. Cái bài này cũng là một trong những cái bài mà Đạt thích nhất trong cái album luôn. Hát hay, và cả verse của khách mời bằng một cách nào đấy rất là thần kỳ đều hòa quyện được với lại cái verse của Linh. Tức là nó không tạo ra một cái cảm giác là verse của Linh hay hơn hẳn khách mời, hoặc là verse của khách mời đẹp bẹp của Linh gì cả. Cả hai giống như là được bàn luận từ trước, từ rất là lâu, và nó rất là hòa hợp. Ngắm bắn ngay từ đầu. Thế thế thì có một cái thử thách nhỏ như thế này, là trong ngày hôm nay không biết là Bùi Trường Linh và Đậu Tức Đạt sẽ thể hiện một cái đoạn nhỏ để mà gửi tặng cho những vị khán giả của chúng tôi, những vị khán giả mà đã chờ đợi sản phẩm này cũng khá khá lâu rồi. Vậy thì đoạn đó sẽ được thể hiện như thế nào ạ? Em hát cái hook đi. Dạ. Xong rồi em hát hết hook, anh vào vơ của Young Bobby. Dạ, thử thách chấp nhận ạ. Vâng, chấp nhận đấy ạ. Sẵn sàng ạ. Là bao ngày qua anh chẳng hay, anh chẳng biết, sâu tận trong tâm trí em vẫn đang cứ nghĩ suy điều gì. Em không thể trao anh niềm tin như lời nói, em lại chọn cách giấu đi hết những vấn vương mãi chưa lành. Nhiều lần thắc mắc anh nghĩ rằng sao em đã bên anh ta quá lâu, hay do vết thương chẳng thể vã khâu nên anh cứ bắt mình phải tranh đâu. Từng giọt nước mắt lăn dài rồi anh không nhắc thêm về quá khứ đâu, nhưng trong đôi mắt em thì lại là cứ sâu, chẳng thế khiến em quay về thế giới muôn màu. Baby ơi, cho em một lý do. Tuyệt vời em ơi, anh thích cái đoạn đấy, thích nhất là cái đoạn đấy. Mấy cái đoạn rap thì bình thường nó vẫn hay nhá, nhưng mà tới cái đoạn đấy bỗng nhiên nó có một cái gì đấy nó rất là gọi là Miss Audition đấy, phải không? Kiểu đây phải cách đây 10 năm về trước ấy, kiểu thế, nhưng mà nghe nó vẫn rất là hay đấy. Và tất nhiên là giọng Ngọc Bì nghe rất là dễ thương, tuyệt vời, cảm ơn em. Dạ, có xứng đáng cho một chàng vỗ tay nhỏ cho phần quà này không ạ? Dạ, phần quà rất là dễ thương. Vậy thì chúng ta sẽ lại gói ghém cái sự chờ đợi này để chờ đến khi ca khúc này được ra mắt và ủng hộ nó. Trong ngày hôm nay thì bạn thấy rằng là có nhiều điều để mà chia sẻ về cặp đôi này cũng như là những ca khúc lắm. Vậy thì riêng về nói về thị trường và bước đường xa hơn một xíu, thì không biết là đối với anh Đậu Tức Đạt, anh đánh giá là thị trường âm nhạc Việt Nam hiện tại á, thì các bạn nghệ sĩ sẽ thực hiện cách thức như thế nào để mà không những là giữ vững vị trí của mình như vậy trong lòng của khán giả, mà còn sẽ phát triển nhiều hơn nữa trong vấn đề âm nhạc? Có hai cái mà Đạt cảm thấy mấy bạn trẻ bây giờ, mấy bạn nghệ sĩ trẻ bây giờ làm rất là tốt. Là cái đầu tiên là xây dựng hình ảnh. Xây dựng hình ảnh nó không cần phải quá mức chuyên nghiệp, mà nó phải chỉnh chu, nó phải gì đấy, nhưng mà nó vẫn rất gần gũi, và đặc biệt là nó đẹp. Nó đẹp nha, không cần quá đầu tư nhưng mà nó vẫn đẹp, nó vẫn ra được cái chất, cái tinh thần, cái lối sống của các bạn. Cái đấy là cái mà Đạt cảm thấy rất là hay của giới trẻ. Cái thứ hai nữa là các bạn cập nhật xu thế thế giới rất là tốt. Như cái đoạn mà Đạt bắt đầu làm nhạc ấy, thì thường thường là nền âm nhạc Việt Nam sẽ phải chậm hơn thị trường Âu Mỹ khoảng tầm một năm. Những cái mà người nước ngoài làm ấy, thì người Việt Nam sẽ làm chậm hơn một năm cỡ đấy. Còn bây giờ nhá,
có những cái trào lưu mới, những cái thứ hay ho trên thế giới thì khoảng chừng thậm chí là một tuần là người Việt Nam đã có thể bắt kịp rồi. Nghe thầy Phát viết luôn. Nghe thầy Phát viết luôn và viết đúng, viết ra tinh thần đàng hoàng, không phải là kiểu đua đòi ăn theo nửa mùa nha. Nó rất là ra va, rất là tinh thần. Thì cái đấy là những cái mà những người trẻ làm rất là tốt. Thì ngưỡng mộ, ngưỡng mộ các bạn trẻ. Không biết là điều đó anh có định hướng hoặc là bàn bạc để thảo luận làm cùng với Linh trong các sản phẩm không? Riêng Linh thì nó lại là một trường hợp khác, bởi vì Linh, chủ trương của Linh không phải là theo trend, không phải là theo xu hướng của âm nhạc thế giới. Và cái màu nhạc của Linh nó đặc biệt. Cho nên là Đạt, khi mà Đạt làm với Linh thì Đạt không nói với Linh quá nhiều về cái chuyện là cái xu hướng thế giới nó bây giờ nó thế này, cái trend, cái meta nó là thế này, không. Chỉ là những cái nào mà Linh cảm thấy vui, cảm thấy nó đúng với con người thật của Linh thì mình làm. Dạ. Nhưng mà sắp tới cũng phải cập nhật cho em lại nha. Ừ, biết đâu được. Đối với Linh thì khi mà anh nói chuyện với Linh, nghe câu chuyện chia sẻ của anh Đạt và cả Linh nữa, Linh rất là thú vị, bạn rất là có nhiều góc độ và màu sắc để có thể khai thác. Rất là nhiều những bạn nghệ sĩ ở thời điểm hiện tại chọn những game show hoặc là những khoảng truyền hình thực tế để mà các bạn có thể thể hiện nhiều hơn cái nét tính cách đó. Vậy thì đối với Linh thì nếu được chọn thì Linh có mong muốn sẽ tham gia một dạng show truyền hình như thế nào? Hồi trước thì em là một người sống như anh bảo là số 11 đấy ạ. Vâng, nội tâm đấy ạ. Rất là ngại đứng trước máy quay. Nhưng mà cái em của cái khoảng thời gian đó nó khác với em của bây giờ. Giờ rơi điện thoại mặt em là em làm trò ngay. Vâng. Cho nên là với cái việc mà tham gia game show cũng vậy. Rồi trước thì em cực kỳ rất là ngại. Và không biết là lên đấy đứng đơ ra nhả cái gì bây giờ, không biết làm sao. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà có game show là gọi em đi ngay và đi luôn. Và rất là sẵn sàng rồi đúng không ạ? Và dạ, rất là sẵn sàng rồi, không còn ngại ngùng nữa đâu ạ. Cái nhà đầu tư hãy cứ gửi những lời mời đến Bùi Trường Linh. Tuy nhiên một dạng như thế nào thì sẽ là dạng show mà Linh mong muốn sẽ được tham gia, sẽ là thiên hướng về giải trí hay là xen kẽ về nhạc và những chuyến đi chẳng hạn? Em đang muốn, nếu mà được thì hy vọng là một show về cái thứ mà mình tự tin nhất chứ. Vâng, thì mình mới mang đến được nhiều những cái gì gọi là mà thế mạnh đi. Viết bài đi chẳng hạn, em có thể viết khá là nhanh. Và khi mà em viết chung với cả các bạn khác thì cũng vẫn được thôi, không có vấn đề gì cả. Cũng làm sao để mà gọi là tâm sự được với cả khán giả ấy, để cho khán giả thấy được nhiều khía cạnh của mình hơn. Thì em mong muốn là khán giả sẽ hiểu mình hơn, hiểu về âm nhạc của mình hơn, hiểu về tính cách, hiểu về con người của mình hơn. Dạ. Thật sự là riêng bản thân Hoàng nghĩ nha, những bạn yêu thương Bùi Trường Linh và Đào Tất Đạt sẽ hiểu được nhiều hơn về cặp đôi nghệ sĩ này khi mà xem buổi podcast ngày hôm nay. Và dĩ nhiên qua các sản phẩm âm nhạc hoặc là qua những video ngắn thì đó là một phần nét tính cách thôi. Tuy nhiên là vẫn rất mong Linh sẽ tham gia để các bạn yêu thương Linh sẽ thấy được nhiều góc độ nữa trong tính cách của Linh. Một cái sản phẩm, nếu mà nói về một sản phẩm của Linh, nó sẽ cần có những yếu tố nào để mà Linh sẽ cho nó được trình làng với lại những người hâm mộ không? Nó phải đạt đủ những tiêu chí nào? Tiêu chí là nó hay. Và em nghĩ là mình nghĩ là nó hay trước đi ạ. Mình nghĩ là nó hay, sau đó thì mình sẽ hy vọng là mọi người cũng thấy nó hay. Và mọi người làm với em đúng, chẳng hạn giống như là anh Đạt thấy nó hay. Thấy nó hay. Ừ, thế là được. Dạ vâng. Nhiều khi nó chỉ câu chuyện, nó chỉ là câu chuyện cảm giác thôi anh ạ. Anh cũng định hỏi, vậy nó sẽ là cảm giác chứ khi nó sẽ không có một cái yếu tố là mình sẽ phải canh thời điểm hoặc là canh vào trend, vào mùa như thế nào đúng không? Chả phải cân đo đong đếm gì đâu anh ạ. Vâng, nó là cảm giác. Ví dụ mà nghe có những bài hát mà nghe một hai câu đầu tiên thì đã biết là mình hợp với bài này rồi, và mình có thể replay nó cả ngày không chán. Đó. Thì câu chuyện về cảm giác khi mà cái nhịp điệu về âm nhạc, cái gì nhỉ, cái tần số về âm nhạc của em và người nghe khi mà nó đã chạm nhau rồi thì em nghĩ là nó sẽ matching thôi, nó sẽ hợp và hợp lý thôi. Vậy thì quay trở lại nhẹ nhẹ theo nha, điều gì còn cản bước Bùi Trường Linh ở thời điểm hiện tại để trước khi cho ra album này? Quay chưa đủ clip đấy anh ạ. Vâng, em nghĩ là em sẽ phải quay thêm.
Đó, em đang đặt là đang có 15 cái clip rồi, bây giờ chỉ chờ đúng ngày là bấm nút thôi. Và vẫn thiếu và đăng thêm chưa Bài đủ ghép ngày. mình là bao nhiêu ạ? Thật ra thì càng nhiều càng tốt. Ý là lần này cái vấn đề của Linh mà theo Đạt thấy nha, là đang cố kiểu như là Đạt và Linh muốn là càng lúc thì mọi thứ nó càng phải chuyên nghiệp, nó càng phải đủ chuẩn hơn. Và khi mà mình tiếp xúc với lại cái chuẩn thật sự của những người chuyên nghiệp ấy, thì mình mới nhận ra là hồi xưa đến giờ tụi mình freestyle nhiều quá, tụi mình hơi ẩu, và như thế thì nó sẽ không tốt lắm, kiểu thế. Thì ráng cố gắng tất cả mọi thứ, giống như là muốn ra nhạc thì cũng cần phải có bộ hình đúng không? Chính Đấy xác. thì phải đầu tư, cái đấy là một cái khoản đầu tư, nó cũng rất là to, nó rất là đầu tư. Đợt này hình ảnh mọi người ấy đón chờ Và hình bọn em chụp đấy, xong rồi. sao đẹp trai luôn. Vậy đây có phải là một sự bùng nổ theo cách nói của anh không? Bởi vì trước đó thì mình sẽ không phải là tùy hứng nhưng sẽ dựa vào cảm giác của mình nhiều hơn. Còn bây giờ thì nó sẽ là một plan tính toán được bài bạc, bài bạc và sắp xếp ra rõ ràng hơn. Vậy thì đây có phải là một sự bùng nổ không ạ? Mong mong là được bùng nổ. Tất nhiên là cái mục tiêu, không biết Linh nghĩ sao nhé, nhưng mà khi mà Đạt nhìn vào cái album này của Linh thì Đạt muốn, Đạt ước nhiều nhất là cái này phải là một cái sự bùng nổ của Linh, một cái cú nổ. Tại vì có một cái hiện tượng là không biết mọi người có để ý không, nhưng mà nhạc của Linh thì nổi tiếng chứ không có nổi hình. Nhạc của Linh được rất là nhiều người nghe, nhưng mà hỏi Bùi Trường Linh là ai, nam hay nữ, mặt mũi như thế nào thì sẽ có người nói là không biết. Thì cái đấy là cái mà Đạt mong là lần này nó sẽ đưa tới cho Linh, đó chính là mọi người biết Bùi Trường Linh trông như thế nào, đẹp Trông như trai thế thế này này đấy. cũng vừa vừa thôi, Đấy kiểu tạm thế. chấp nhận được. Đối với Linh trong sản phẩm này thì dĩ nhiên mình sẽ mong mỏi sẽ là thành công và nhiều người đón nhận. Nhưng mà hơn hết, có phải là Bùi Trường Linh mong muốn sẽ xuất hiện về nhân hiệu của mình nhiều hơn trong các sản phẩm này không? Vâng, em thì em cũng mong muốn là cánh tất nhiên là về cái bài hát của mình được mọi người yêu thương thì mình rất là vui, và nếu mà mọi người còn biết cái mặt mình nữa thì mình cũng vui hơn. Cũng vui hơn, nó chỉ là tăng niềm vui lên thôi. Vậy thì dĩ nhiên là mọi người sẽ hiểu Linh hoặc là biết Linh nhiều hơn qua cái câu chuyện mà Linh mang đến. Những bài hát của Linh thường sẽ kể về câu chuyện tình yêu. Vậy thì riêng câu chuyện tình yêu của Linh thời điểm hiện tại thì như thế nào? Vâng ạ, thì nó vẫn là như MU đấy, đang đi đúng tiến độ. Vâng. Ờ, bài hát như MU đi đúng tiến độ. Có thể chia sẻ nhiều hơn về cái chuyện đúng tiến độ là như thế nào ạ? À? Bạn vạch ra rõ lộ trình của tình yêu mình hay sao? Vâng, chính xác, em phải ra rõ lộ trình của tình yêu của em. Thật Đúng rồi, đó à? chính là ngày cứ kỷ niệm là đi ăn, và cứ kỷ niệm là đi ăn, kỷ niệm 1 tháng đi ăn, kỷ niệm 2 tháng đi ăn. Và đây, cái lộ trình của em là như thế ạ. Vâng. Thế hiện tại đang ở level là anniversary thứ mấy rồi? Thứ 9 ạ. Vậy thì con số 10 nó sẽ có cái gì đó để tròn trịa không? Em nghĩ là thời điểm hiện tại thì tại vì là cái mẹ em dặn là mình phải phát triển đã thì mình mới lo được cho người ta, cho nên là thời gian này em đang muốn tập trung để em phát triển bản thân, hoàn thiện bản thân mình hơn, để khi mà em đã đủ chững chạc hơn nữa, đủ có một cái trưởng thành hơn nữa đối với em trong cái con người em, thì sẽ quyết định, còn điều gì đến thì cứ phải sẽ đến thôi ạ. Rất là ngoan nha, rất là nghe lời mẹ nha. Nhưng anh đã từng Không, kinh nghe nghiệm câu của an cư lạc nghiệp chưa? có Đó, anh nghĩ sao về cái người bạn của mình, một người em của mình luôn, thì liệu có lời khuyên nào dành cho bạn ấy không về chuyện an Không, thật ra cư riêng về việc này nhá, Đạt tin là cái tình yêu của Linh và người yêu của Linh nó đã đủ chín rồi, nó cho nên là Đạt tin là cả hai bạn không có gì mà phải vội vàng hết. à, em nghĩ là Bởi vì cũng chín nẫu rồi đấy. cũng cũng chín rồi, đã không bỏ nhau được đâu, tụi nó yêu nhau như thế mà, cho nên là không có gì phải vội cả. Chừng nào mà chắc ăn, khi mà đã hoàn thành tất cả mọi thứ, tức là khi mà Đạt thì Đạt chưa cưới hỏi gì cả, Đạt cũng không chắc lắm, nhưng mà khi qua nghe qua những câu chuyện của mọi người ấy, thì cái việc cưới xin hay là cái gì đấy nó là một cái trách nhiệm rất là to đúng không, thì nó sẽ chiếm rất là nhiều thời gian, công sức, đầu óc,
Và mình cái không đoạn thể nào này, mà đúng rồi, mình phải bây giờ đây là một ngồi sự quay có kiện lớn 15 mà. cái clip còn không xong. À có một cái nữa là em rất là quan tâm xem là người yêu em cảm thấy như thế nào đúng không nhỉ? Em quan tâm tới cái cảm xúc của người yêu em đúng không? Vâng. Qua cái lời bài hát của Linh thì Linh rất là để ý cái cảm xúc của người yêu của mình. Và ví dụ như là có buồn có vui gì thì biết ngay nha. Kiểu Đang tưởng tượng kiểu người yêu đang ngồi xem xong rồi bĩu môi kiểu ấy đấy, về đặt thế. nói điêu các thứ, có bao giờ quan tâm các kiểu Không không? có Đúng đấy, mà, đúng không đấy, có. người anh Đạt nhìn vào còn thấy là như thế nhá. Chủ nhận được tín. Linh có một cái tinh thần nó si về người yêu, thì khi mà người nhạc sĩ người ta viết về tình yêu thì người ta sẽ có nhiều thái cực đúng không? Có thể đôi lúc nó sẽ là hờn trách, hận cũng có, thù ghét cũng có luôn, trách móc rất nhiều cũng có, nhưng mà riêng nhạc của Linh thì Đạt chưa thấy Linh trách móc gì cả, thậm chí là bị phản bội hay là những cái biến cố nó đau thương, nhưng mà cái cách mà Linh nói về cái người mà mình yêu ấy lúc nào nó cũng rất là si mê. Nó sẽ không có một anh Linh trách móc, một anh Linh đanh đá, một Linh cây cú nào ở đây cả. Nó chỉ là một anh Linh si, anh Linh lụy. Á à, không, si nhưng mà không lụy. Đúng Đúng rồi, rồi, không đến mức đấy nhầm. đâu, Ừ, không đến mức đấy si đâu. si nhưng mà không lụy. Lắp chữ thế nha. Si nhưng mà không lụy. Ừ. Ok. Đấy. Buông bỏ được nhưng mà không trách móc. Đó, vui vui vẻ thôi. Ừ, vui, Đó. lúc nào cũng vui. Thể hiện qua âm nhạc là như vậy, trong tính cách là như vậy. Vậy thì liệu rằng là Linh đây có phải là một vị quân sư trong tình cảm dành cho Linh không? Là Không. người đưa ra lời khuyên không? Ui rồi em còn khuyên ngược lại. Ừ, thôi. À, về Đây kinh nghiệm sao chiến nãy trường giờ đâu 9 có năm cơ nói, mà. của em Nãy 9 giờ năm cơ đâu mà, của em 9 có nói. năm Ừ, cơ 9 năm cơ mà. mà. Thế từ chiến tuyến ngược lại thì như thế nào ạ? Linh cảm thấy nếu như anh Đạt trong tình yêu thì anh ấy sẽ như thế nào ạ? Linh có thể Anh Đạt là, build profile của anh ấy không? em nghĩ là anh Đạt trong tình yêu là một người rất là pro, à, một chuyên gia, Một từ thôi ạ. và Dạ, chuyên gia luôn pro, và gì nhỉ? Cái việc mà cái mối quan hệ của anh Đạt thì thực ra thì em cũng biết người yêu anh Đạt chứ không phải không, nhưng mà để mà gọi là nhận xét hay đánh giá thì đối với mối quan hệ của hai người thì em đã là người thứ ba, cho nên là em cũng không có đánh giá nhìn nhận xét nhiều. Em chỉ thấy là anh Đạt vui vẻ, đối với em thì anh Đạt là một người vui vẻ trong công việc và trong cách nói chuyện cuộc sống, thì em nghĩ là trong tình yêu thì cũng thế thôi, đúng. chả nhẽ là anh Đạt lại lừa dối em đấy, kiểu như đối với em thế này nhưng đối với người yêu lại thế khác đấy, kiểu vậy. Vậy điều gì khiến Linh cảm thấy là mối quan hệ trong 9 năm đó nó luôn luôn mang đến cho bạn một cái điều hấp dẫn và thu hút? Em thấy trong mối quan hệ này thì cả hai đều rất là trân trọng nhau, rất là đối xử rất là chân thành, nhẹ nhàng và đáng yêu đấy. Khi mà chân thành với nhau thì theo em thì cái điều đấy là quan trọng nhất trong tình yêu, và khi mà có điều đó rồi thì những thứ khác cũng không quá quan trọng đâu. Và từng ngày chỉ cần là gặp nhau thôi, hay là nói với nhau vài câu chuyện thôi thì cũng đã là một thứ thú vị rồi, và chỉ cần được tiếp xúc giao tiếp hay là thậm chí là một cuộc điện thoại thì mình cũng tự thật cảm thấy bản thân mình đã vui rồi. Vâng. Theo như cách chia sẻ của Linh nãy giờ, anh Đạt hoàn thấy rằng là bạn ấy rất là nâng niu và trân trọng những điều xảy ra xung quanh mình, dù cho đó là một cái khoảnh khắc, và Linh sẽ xem đó là những cái niềm vui trong cuộc sống của Linh để mà Linh nâng niu. Vậy thì liệu những lúc mà cảm giác của bạn bị trùng xuống hơn một chút, hoặc là mình gọi là down mood hơn một xíu, thì khi đó Linh sẽ thường giải quyết như thế nào và có thường xuyên gặp phải tình huống đó không? À, em nghĩ là cảm xúc đấy thì có nhưng mà nó không thường xuyên đâu, và cái việc đấy thì bọn em cũng kiểu là đón nhận nó một cách rất là bình thường ấy, nhưng mà nó cũng không quá là phải là ý của em ở đây nó không hẳn down mood. Cái này down mood không phải là kiểu là chán nhau hay là kiểu như là à cô đi chỗ khác đi đấy, tôi không muốn nói chuyện với cô nữa, không phải là đau mút đấy. Đau mút là khi mà bọn em có những thứ mà bọn em cần phải tập trung 100%, 200%,
thì mình tạm thời có thể là ví dụ như trước là 1 tuần là đo, đưa đón đi, đưa đón có 7 ngày thì đưa 6 ngày đi. Nhưng mà bây giờ ví dụ mà có thể mình bận quá mà cả tuần chưa đưa đi làm được buổi nào kiểu như vậy, thì cũng và em cũng rất là may mắn khi mà bạn ấy thông cảm và hiểu về cái khối lượng công việc mà em đang làm trong thời gian gần đây. Và cái việc hiểu nhau hơn, cái việc đấy thì khiến bọn em hiểu nhau hơn và mình suy nghĩ là à, bạn gái mình biết thông cảm và cũng rất là ưu tiên công việc của mình. Và nhiều khi em cũng ngược lại như thế, em cũng ưu tiên công việc của bạn ấy. Thì sau những cái việc, sau những cái vụ mà như vậy thì khi mà tiếp tục những cái chuyện mà bình thường bọn em vẫn hay làm như là gặp nhau hay là đi ăn đi uống mỗi ngày ấy, thì bọn em sẽ vui hơn khi mà hoàn thành xong cái công việc của mình ấy, thì nó mới nhẹ nhõm được đúng không ạ? Vậy thì target 15 lít mình phải nhanh chóng hoàn thiện để trả bồi trường Linh về cho cô ấy, một bồi trường Linh đưa đón 6 ngày trên tuần, đúng không ạ? Vậy thì mong rằng là lời chúc đầu tiên sẽ chúc cho target của các clip nhỏ nhỏ mình sẽ nhanh chóng thành công nè. Lời chúc thứ hai là chúc cho Linh sẽ sớm ra album này để được mọi người đón nhận, Vâng, tại chào dễ tất cả mọi thương. người ạ. Dạ. Nhưng mà điều gì thì cũng sẽ có cái quy luật của nó. Để có thể cảm nhận được nhiều hơn các sản phẩm của Linh trong album này thì có một thử thách nhỏ nữa cho Linh, đó là bây giờ Linh sẽ suy nghĩ và chọn ra một cái bài mà Linh yêu thích bất kỳ trong số album này để hát live tặng cho tất cả quý vị một đoạn nhỏ Vâng. nha. Ok ạ. Ok. Lead single. Bài cuối cùng để kết thúc cái mối tình trong album lần này. Bài giờ thì. Giờ thì mình đã không còn thương, không còn đau, không còn vì nhau nữa. Cũng đã từng mang nhiều điều mong ước nhưng đành xa rồi. Bỏ quên những dấu yêu bao ngày ở lại đằng sau. Ta bước tiếp trên đoạn đường chẳng có nhau. Nỗi đau ấy rồi sẽ thay bằng niềm hạnh phúc của riêng mỗi người. Rồi mình sẽ trưởng thành hơn, kiên cường hơn, không còn như lúc trước. Em sẽ dần quên từng đêm khóc nấc trên đôi vai này. Ngày em có đến bên ai trong đời, thật tâm vẫn chúc em luôn vui cười. Vì anh yêu em rất nhiều, chỉ là chúng ta trọn rời xa. Và quý vị thân mến, đây cũng sẽ là món quà để dành tặng cho những vị khán thính giả lắng nghe chuyện sao kể trong số phát sóng ngày hôm nay. Và mong rằng là tất cả quý vị trước khi mà đón nghe album mới thì cũng sẽ ủng hộ các ca khúc mà Bùi Trường Linh đang phát sóng trên thị trường âm nhạc qua nấy. Và hãy đón đợi album này bởi vì cũng sẽ nhanh chóng thôi. Như cách là anh ấy đã nói thì sẽ gửi đến tất cả quý vị những món quà âm nhạc. Và hãy yêu thương cặp đôi Bùi Trường Linh cũng như là Đậu Tất Đạt trong xuyên suốt các sản phẩm của họ nhé. Chắc sẽ là một cái lời chào cuối cùng để gửi đến những vị khán thính giả đang theo dõi và ủng hộ cho cả hai bạn trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi đến giờ phút này và cảm ơn mọi người cũng cũng như là đã theo dõi cái cuộc hành trình trong âm nhạc của mình và anh Đạt, và hãy cùng chờ đợi vào những thứ mà mình và anh Đạt sẽ mang ra để bày biện trước mặt mọi người, trước trước tai. Và thì hy vọng là mọi người sẽ thích và ủng hộ cho album lần này cũng như là ủng hộ cho cái quãng đường tiếp theo của hai anh em mình. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Cảm ơn mọi người. Đến đây thì chúng tôi cũng sẽ gửi lời chào đến những vị khán thính giả yêu mến chuyện sao kể và mong rằng là sẽ được gặp lại tất cả quý vị trong một số phát sóng gần nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Em nghe này, anh biết là thời gian qua thì mình cũng đã có với nhau rất là nhiều kỷ niệm. Sau này dù mình có không gặp nhau nữa, không còn ở bên nhau nữa, nhưng mà những gì tốt nhất và đẹp nhất